Nguyệt chào cả nhà nha. Thì hôm nay á, cũng như cả nhà đã thấy là hôm nay là Nguyệt sẽ dọn, Nguyệt dọn cái bụi đậu này nè. Tại nó tùm quá, với lại mình không có làm vàn cho nó leo được á cả nhà. Đó, thì Nguyệt dọn cho sạch. Thì Nguyệt sẽ trồng cái luống rau ở đây, nằm sát vô tường. Tại vì cả nhà biết sao, trời mưa trời gió đây nè, mình trồng xà lách nó không có lên cả nhà ơi. Mình cần trồng ở trong mà nó có cái mái che đó, cái lưới che đó, lát nữa Nguyệt sẽ làm lại cho nó rộng ra xíu nữa. Thì hôm nay Nguyệt chọn tới bên hông nhà này, củi đó, mấy cái củi này để dành để mình nấu đồ nè, mình nướng thịt đồ nãy kia hay gì đó. Rồi mình về qua sát qua bên đây, cái mấy cái thùng xốp này Nguyệt sẽ bỏ nó gọn vô giữa hai cây mai này nè. Tại vì tại vì mình làm cái luống rau bên kia là mình thấy là đường đi nó sẽ nhỏ lại, cho nên một giờ thùng xốp vô đây. Mình đang làm á thì mình thấy cái này nè, mình quay cho cả nhà mình coi nha. Đây, ten 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 ten, cả nhà thấy đã không? Mấy khúc củi nó nằm vậy mà nó cũng có nấm mèo cả nhà. Mình không biết mắm mèo mà nó mọc vậy luôn á. Anh đã chưa cả nhà? Mình để nó đi ha. À, anh ơi, cái này mình để nó hả? Rồi, đã chưa cả nhà? Nó mình hôm nay là mình lại dọn dẹp đó cả nhà. Ăn rồi dọn miết á. À, một lát nữa mình sẽ làm lại cái tấm lưới che này nè. Cho nó che ra ngoài cho nó mát. Đó. Cửa phòng ở đó đúng không? Mình sẽ mở cửa ra, mình thấy một cái luống rau ngay đó.
chứ Nguyệt thấy là để ở bên hông này nó tùm mà cũng phí, cho nên mình làm một một luống rau dài ở đây nè. À, mình trồng này kia mấy cái rau mà nó không có chịu được nắng nhiều á cả nhà, mình sẽ trồng ở đây. Bưng tiếng ơi. Ba thùng này không đó. Rồi đây cả nhà. Một vừa làm xong mà. Rồi một chập thêm một miếng nữa để cho nó ve ra được rộng một chút xíu. Với lại chập thêm một miếng nữa cho nó đừng có nắng nữa nha. Mình chặt như vậy là nó bớt nắng mà nó bớt mưa nữa. Mình trồng rau dưới đây được nè cả nhà. Rồi sẵn mình làm vậy nó bớt cái nóng cái phòng của mình nó bớt nắng. Ngồi sẽ làm này. Mình trồng mà rau dọc dọc bờ tường nè. Mưa nữa cả nhà coi nè, trời tới thui rồi lệm cho hai cái miếng nó dính lại với nhau để gió thổi nó đừng có xúc ra thôi, đừng có bạc gió với thì nó xúc ra.
Đây cả nhà, sau khi mà Nguyệt xúc đất vô á cả nhà, đó là bây giờ mình chạy, Nguyệt chạy đi mua gặp đó. Bây giờ là mình cứ sắp một hàng vậy đó, nó thẳng đẹp vậy thôi. Nguyệt viên tiếng làm thì học từ hồi sáng tới bây giờ. Mình ấy đất lại hết, cái mình để gì cho nó nhìn nó cho nó đẹp, cho nó gọn lại thôi. Đây cả nhà, khi mà mình làm xong á là Nguyệt mua cây giống sẵn rồi cả nhà. Thì bây giờ hả là Nguyệt trồng ở đây là xà lách này cả nhà, tại vì ở đây nó có mái che, Nguyệt trồng được, trồng ngoài kia nắng quá xà lách nó cũng không có lớn nên là mà nó xấu đó, mà mưa nữa cho nên trồng ở đây bớt mưa bớt nắng này nè. Thì một mua cái này là một một vỉ này cả nhà, một vỉ xà lách như vậy thì là 35.000. Đó, mình thấy cái xà lách của người ta ươm sẵn á, thì nó cứng, còn cái xà lách của mình á, thì mình thấy cả nhà rải á, mình thấy nó cũng không có cứng cây gì này cả, thấy cả nhà thấy cứng. Xà lách này một mua xà lách giòn lắm á, thì trời đang trời cái nhà giông bão lên này nè, mưa. Thì hả Quật không biết là trồng cái lúa này là được đủ hết không. Thì Quật đầu này á là một trồng xà lách, thấy không? Còn cái đầu này á, hả cả nhà coi, cái đầu này á thì Quật trồng mà cải thảo đó cả nhà coi, nào trồng một khúc rồi thì cái mình dừng lại để mình cho nó đủ xà lách, là cái chỗ này là một trồng này nè, cả nhà coi cái cưng. Trời hơi tối tối cả nhà coi đỡ nha cả nhà. Mưa rồi đó. Đó thì hôm nay ha, cả ngày hôm nay là Nguyệt với anh Tiến là cùng làm nè, đó là làm được nè. Cả nhà thấy không, cái bụi đậu của mình lúc trước tùm ở đây nè, mà hôm nay là một dọn sạch rồi, xong rồi quật lên luôn, quật làm quật trồng trong đây. Quật hy vọng á là mình trồng trong đây cả nhà, cái xà lách hay là cái cà chua gì đó là mình trồng được, tại vì nó không có bị trơ trọi như ngoài vườn cả nhà, nó bớt nắng và nó cũng mưa, nó cũng bớt mưa chút xíu cái lưới lan nè. Lại mình trồng vậy cả nhà biết không, nhìn ở bên hông nhà mình nó sạch sẽ, nó không có dơ, mình lên luống là đàng hoàng sạch sẽ cả nhà ha. Mình dọn là nó sạch, trời mưa cả nhà, vừa quay là đang lúc đang mưa luôn. Ôi cha điều trời mưa này cả ha, người ta nhà người ta đi vô ngủ rồi, người ta đi vô nhà rồi, người ta trùm mền hoặc là người ta ăn cơm rồi. Ngoài cái anh Tiến cứ lụi thụi làm biết á, tại thích đó cả nhà ơi, mê làm cái gì cũng vậy, chỉ có đam mê. Để mình trồng hết rồi mình quay một lượt cho cả nhà coi lần nữa nha.